Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Thiết kỷ hai vị chính là nhị sứ thưởng thiên phạt ác đảo hiệp khách. Nghe danh đã lâu. Giả tạo. Hắc Bạch Song Kiếm, hôm nay nhiều người đến đây như vậy, ta và lão tứ không cần vất vả chạy đi tìm rồi. Chư vị anh hùng, xin mời. Xin hỏi hai vị, những người tới đảo hiệp khách rốt cuộc đã bị các vị giết ra sao? Nói rõ ràng rồi chúng ta động thủ. Đó là do bọn họ không chịu về, bọn ta còn cách nào được đây? Đảo hiệp khách tàn hại Võ Lâm mấy chục năm nay, hôm nay có mặt chúng huynh đệ, các ngươi cho rằng liệu mình có thể toàn mạng quay về không? Tàn hại Võ Lâm là Đông Nam Đại Hiệp của phái Không Động Đường Quý tiên sinh, có đúng không? Vào năm ngươi 29 tuổi, dùng cổ dược độc chết ân sư truyền dạy võ công cho mình, Uông Đại Niên. Năm ngươi 33 tuổi, uống rượu cùng Thanh Linh Tử phái Võ Đan, vì tham kiếm phổ trên người của hắn, dùng kiếm sau lưng giết chết hắn. Phái Không Động không dùng kiếm, ngươi cho rằng học lén được vài chiêu Thiếu Lâm Đạt Ma Đao Pháp thì có thể xóa hết nợ này hay sao? Ngươi ăn nói hồ đồ, ngươi có chứng cứ không hả? Quý bang có ngũ vị trưởng lão phát hiện ra chứng cứ ngươi dùng cổ độc, vốn dĩ định phế võ công của ngươi, cách chức ban chủ ngươi đang nắm giữ. Nhưng mà không ngờ ngươi lại bỏ tiền nhờ Bối Hải Thạch của Trường Lạc Bang bắt cóc con tin cho ngươi. Cho hỏi, Bối tiên sinh của Trường Lạc Bang đã đến đây chưa? Bối mổ ta tới rồi đây. Xin hỏi có chuyện này hay không? Đường huynh là khách hàng lớn của bọn ta, không tiện nói nhiều. Còn cần ta nói ra từng chuyện nữa không? Đông Nam Đại Hiệp, ai mới là kẻ tàn hại Võ Lâm đây? Ai đã làm phụ lòng hai chữ hiệp khách? Người ăn nói hồ đồ, ta hoàn toàn không biết các người nói gì. Lão tử không sợ tới đảo hiệp khách ăn cho làm bát đâu. Loại người tiểu nhân đê tiện như ngươi cũng không xứng lên đảo ta ăn cháo đâu. Lão tứ, lệnh thưởng thiện phạt ác của chúng ta đưa cho vị Đông Nam Đại Hiệp này trước đi. Để ta tự tới lấy luôn đi. Đấy. Đa tạ hai vị đã làm rõ cái chết của Thanh Linh Tử sư thúc. Nhưng mà hôm nay anh hùng thiên hạ hội tụ chỗ này là muốn thay nhau quyết đấu với hai vị. Người triệu tập chính là hai chúng tôi, hãy để bọn ta lĩnh giáo trước. Khoan đã. Sao hả? Lẽ nào Đông Nam Đại Hiệp này không đáng giết hay sao? Nghiệp hắn gây ra tự khắc sẽ bị ông trời trừng phạt. Nhưng mà hai vị lại không ngừng gây nên sóng gió khiến dân hồ nhuộm đầy máu tanh, đây không phải tội ác hay sao? Thật không ngờ Hắc Bạch Song Kiếm lại cố chấp đến vậy. Ông trời phạt hắn hả? Lúc hắn dùng độc hại chết sư phụ của mình, ông trời đang ở đâu? Thanh Linh Tử tin tưởng hắn như vậy, có giao tình kết bái với hắn. Lúc hắn ra tay giết sư huynh đệ của mình, ông trời đang ở đâu? Mọi người chỉ biết chờ ông trời đến trừng phạt. Thạch Trang chủ, ta hỏi ông, đứa lớn song sinh của ông, khi nó bị Mai Phương cô bắt đi, ông trời khi đó đang ở đâu? Nếu các người đều biết tất cả mọi chuyện, mau nói cho ta biết Mai Phương cô đang ở đâu. Nói cho các người để các người đi giết cô ta hay sao? Các người báo được thù, tiếng xấu tàn hại Võ Lâm này vẫn lại quy lên đầu hai huynh đệ bọn ta mà thôi. Đừng có nằm mơ. A-di-đà-phật. Lão nạp Diệu Quang Thiếu Lâm, xin hỏi hai vị, Diệu Đế sư huynh ta đang ở đâu? Sư huynh của ông đang sống trên đảo rất mạnh khỏe, là do ông ta không muốn về. Bọn ta cũng không miễn cưỡng, nhân tiện bọn ta cũng phát cho ông ta một thẻ bài, mời ông ta cùng bọn ta lên đảo ăn cháo làm bát. Ta muốn đích thân lĩnh giáo công phu của đảo hiệp khách, nếu thua lão nạp tự khắc đến đó. Lão tứ, ta đảm nhiệm mời miệng để phụ trách động thủ, sao vậy chứ? Định để mình ta làm hết hay sao? Mời.
hắn trẻ tuổi như vậy, lợi hại thiệt đó. Loại nội lực lấy cương đối cương này, sao hắn có thể luyện được đó chứ? A-di-đà-phật, đa tạ thủ hạ lưu tình. Hai vị nội lực vô cùng tinh túy, lão nạp bội phục. A-di-đà-phật, lão hiệp khách, lão nạp tự khắc sẽ đến. Phần đạo ngu trúc phá võ đàn, ta đề mong hai vị đặc sứ lĩnh giáo vài chiêu. Được, lời khách khí, không cần nói nhiều. Xin mời. Mời. Ngài dùng binh khí gì? Hai bọn ta trước giờ luôn dùng tay không. Ta sẽ tiếp hai chiêu với đạo trưởng. Nếu đạo trưởng thua ta, thì mời đạo trưởng lên đảo ăn cháo. Được. Lợi hại mà không thể tin nổi vào mắt mình. Lợi hại quá, làm sao đấu lại đây? Lão tướng, để sao vậy? Để trúng độc rồi. Để dân công trị thương trước, bọn họ để mình lo. Chuyện này là sao vậy? Lúc nãy còn bình thường mà. Phải đó, biến thành như vậy. Bọn họ bị trúng độc rồi. Tất cả mọi người, chúng ta không lên đi. Là yêu thuật. Bọn chúng biết yêu thuật. Không phải yêu thuật, mà là trúng độc. Họ thành kia, tên phản đồ nhà ngươi, ngươi phản bội Tuyết Sơn phái chạy đến đi. Không ngờ bây giờ lại cấu kết với bọn người đảo hiệp khách. Ngươi làm như vậy, còn mặt mũi nào đi gặp cha mẹ Hắc Bạch Song Kiếm của ngươi? Còn mặt mũi nào đối diện đồng môn Tuyết Sơn phái hả? Con trai. Hả? Thạch Quỳnh, huynh để ta nói. Tiểu tử thối, cút! Ta không cút. Hôm nay là đại hội võ lâm, diệt trừ hai tên hung thủ đảo hiệp khách. Món nợ của chúng ta để sau rồi hãy tính. Cút! Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa của ta, muốn giết đại ca nhị ca thì giết ta trước đi. Chứ còn khốn kiếp nhà ngươi, cái gì mà đại ca nhị ca? Còn muốn đối đầu với võ lâm thiên hạ sao? Nghe lời ta, mau qua đây. Ngọc Nhi, nghe lời bạch sư phụ của con, mau qua đây. Đứa trẻ này, nó dám bảo vệ hai tên hung thủ của đảo hiệp khách. Tuy nó đã từng là đệ tử của Tuyết Sơn phái, nhưng mà hôm nay nó đối đầu với võ lâm thiên hạ, ta phải giết nó. Nhưng mà không phải hôm nay. Xin các vị cứ tự nhiên. Đừng qua đây mà. Dừng tay. Các vị anh hùng, xin nghe ta nói. Con trai, mau qua đây đi. Đừng qua đây. Cha mẹ con ở đây, anh hùng thiên hạ cũng ở đây. Dù xảy ra chuyện gì, cha mẹ sẽ gánh vác cho con. Hai người sau lưng con hơn mười mấy năm nay, tội ác chồng chất, con trẻ không hiểu chuyện, bị họ lợi dụng, mọi người có thể hiểu mà. Ngọc Nhi, con thà đi tin hai kẻ này, đi tin hai kẻ mà con vừa mới quen biết, cũng không chịu tin cha mẹ của mình sao? Con đã từng thề, không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ngươi, tiểu tà chủng, ngươi cấu kết kẻ gian, lại còn da mồm, ta thấy ngươi chán sống rồi. Phu nhân, chẳng lẽ bà cũng muốn tiếp tay cho đảo hiệp khách sao? Dương sư phụ, ông muốn giáo huấn đồ đệ, ta không cản ông. Nhưng mà ông nhìn nó xem, tay không tất sắc, cũng không nói tiếng nào đã động thủ, liệu có mất thể diện không? Được. Họ Thạch kia, ngươi muốn tự mình tìm một thanh kiếm hay là muốn dùng hắc kiếm của cha ngươi?
Ta không biết dùng kiếm, ta chỉ biết dùng đao à. Đúng là trò cười của thiên hạ. Người ở Tuyết Sơn phái bao nhiêu năm như vậy lại nói mình không biết dùng kiếm. Chẳng lẽ quyền tổ song kiếm các ngươi có đạo pháp gia truyền hay sao? Thằng bé đòi dùng đao thì đưa cho nó đi. Tay không đánh với ngươi, truyền ra ngoài mặt mũi biết để đâu chứ. A Tú à, chứ vậy ai có thể cho ta mượn đao đánh thắng được ta rồi hẳn giết đại ca và nhị ca ta? Nè huynh đệ, mượn đao của huynh một chút. Tiếp đâu hả? Đứa trẻ này học được đao pháp ở đâu so với Tuyết Sơn kiếm pháp cao minh hơn nhiều? Đao pháp hay, đao pháp hay, đánh hay lắm, đánh hay lắm. Sư phụ, bị sao không vậy? Người xem đao pháp của con có dùng đúng không vậy? Quá đáng mà. Đáng chết. Sao nó lại dám cười nhạo Tuyết Sơn phái chứ? A-di-đà-phật. Đại sư, ông cũng đến để đánh nhau sao? Trưởng môn sư huynh của Thiếu Lâm tự ta đã bị hai ca ca của cậu đem đi, đến nay sống chết chưa rõ. Hay là cậu nghe ta nói như vậy có được không? Hai người bọn họ trúng độc không nhẹ, ta đưa họ về Thiếu Lâm tự dưỡng thương, chờ sau khi vết thương bình phục, chỉ cần nói ra tung tích của trưởng môn sư huynh ta, Thiếu Lâm tự ta tuyệt đối không đối địch với các người. Không được, ông và bọn họ đều cùng một phe, nếu như muốn qua đó phải đánh bại ta trước. Được, mời. Đại sư, xin chờ một chút, ta phải đi cứu đại ca nhị ca trước. Đại ca nhị ca, hai huynh sao rồi? Tam đệ, để nghe ta nói, để ấn vào quyệt linh đài của ta, dùng nội lực hút ra. Lão tứ cũng vậy. Đại ca, nhị ca, hai huynh thấy đỡ chưa? Đại sư, ra tay đi. Lên đi. Nhị quân đại sư, nhiệt tử do ta nuôi dạy không dám làm phiền đại sư, xin để phục vụ chúng tôi tự mình ra tay. Được được, nên mời hai vị. Mời hai vị, xin mời. Đánh rơi đao của nó rồi chúng ta cướp nó đi. Ê, đừng Giới. Ê, đừng mà Hôm nay quả là chuyện hiếm có đó. Đầu tiên là sư phụ đánh đồ đệ, tiếp tới cha mẹ đánh con trai. Ta nói hát bạch song kiếm này, đánh tiếp như vậy Đinh Bất Tứ ta cũng nhìn không nổi nữa đâu. Hai người là tiền bối võ lâm, lại là người lớn, đánh nhau với một tiểu tử, hai người có thấy mất mặt không đây? Đinh Tứ Gia có cao kiến gì? Chỗ của ta có một tiểu huynh đệ lái thuyền, cũng học được vài đường kiếm pháp cơ bản. Tiểu tử, vậy ngươi có cần huynh đệ này của ta giúp đỡ ngươi không? Cần.
A Tú, mấy ngày nay muội đi đâu vậy? Quân chạy khắp nơi để tìm muội. Đừng nói chuyện. Muội đi giữ chân tên tiểu tử kia, quân đi cướp Ngọc Nhi. Sử dụng tuyết sơn kiếm pháp chứ? Đa tạ tam đệ. Đệ nghỉ trước đi, những chuyện còn lại để đó cho bọn huynh. Sao rồi? Huynh không sao đâu. Còn có vị anh hùng nào muốn lên nhận lệnh thưởng thiện phạt ác không? Chúng ta cùng nhau ban mặt một lời. Hãy huynh đệ bọn ta đến phát cho từng người. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Bánh trưng lớn, Ngọc Nhi. Trời, Ngọc Nhi. Đây. Nè. Vậy là sao? Phải đó, phải đó. Phải rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Làm sao bây giờ? Đi. Kẻ bịt mặt lúc nãy là ai vậy? Chuyện này. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Nội công của tam đệ quả là hiếm ai có thể sánh bằng. Bọn ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa gặp được người thứ hai như đệ đâu. Đại ca, nhị ca, hai người lúc nãy có chuyện gì là vậy? Là do tối qua, loại rượu thuốc mà bọn ta cho đệ uống, bọn ta một tháng chỉ có thể uống một ngụm, sau đó từ từ hấp thụ, giúp nội lực gia tăng. Tối qua bọn ta đã uống hơi nhiều nên bị trúng độc. Bọn ta tung hoành giang hồ mười mấy năm, chưa từng gặp được người nào có nội lực thâm hậu như đệ. Đệ không phải Thạch Trung Ngọc. Thật sự không phải mà. Tam đệ, đại ân bọn ta không nhắc nữa. Để bọn ta làm xong chính sự lại đến tìm đệ uống rượu. Còn nữa, đệ dành ra 2 canh giờ mỗi buổi trưa tìm tới đỉnh núi vắng người, từ từ dẫn công, nội lực sẽ càng mạnh hơn. Độc trong người đệ trước khi chúng được hoàn toàn hấp thụ, tuyệt đối không được sử dụng nội lực, tránh việc nguy hiểm tới tính mạng. Đại ca, nhị ca, đệ đi cùng với các huynh được không? Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Có điều những nơi mà bọn ta đi thật sự không thể đưa đệ đi cùng. Như vậy đi tam đệ, đệ hãy yên tâm ở lại đây bài trừ hết chất độc. Chúng ta ngày tháng còn dài, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Cáo từ tam đệ.
Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Hai vị sư giả đến đây nhanh thật. Thiên Hư đạo trưởng, mùng 8 tháng chạp, mời ông Hạ Cố đến đảo hiệp khách một chuyến. Mời ta đi gặp sư huynh, có đúng không? Không sai, Ngô Trà đạo trưởng cũng đang đợi ông trên đảo hiệp khách. Nếu ta không nhận thẻ bài của các ngươi sẽ đại khai sát giới, có đúng không? Ta nghe nói phái Võ Đan vì muốn đối phó với hai huynh đệ bọn ta, Thiên Hư đạo trưởng đã nghiên cứu một loại kiếm pháp, nghĩ đến nỗi tóc bạc luôn, có đúng không? Như vậy đi, chúng ta cược một ván. Nếu ta có thể phá được kiếm pháp này, đạo trưởng ông phải chấp nhận lời mời. Ông thấy sao? Xin mời. Dựa vào võ công chúng ta hiện giờ, dù hợp sức lại cũng không đánh bại hắn. Phái Võ Đan kiếm pháp cũng không tồi. Thiên Hư đạo trưởng không cần khiêm tốn như vậy. Bộ kiếm pháp này của ông so với Thất Tinh kiếm pháp mà Ngu Trà đạo trưởng thỉnh giáo bọn ta phức tạp hơn nhiều, cho nên mời ông lên đảo là hợp tình hợp lý. Bần đạo tâm phục khẩu phục. Vậy hai người bọn ta sẽ ở đảo hiệp khách mong chờ tin tốt của ông rồi. Vào đi. Khách quan, đồ ăn của ngài đây. Khách quan, đây là thịt xào cần tây, nai xào cháy cạnh, nấm xào thịt heo, hai chén cơm trân châu, một bình rượu ngon, đủ hết, dùng thông thả nha. Khoan đã. Đồ ăn này đã bỏ bao nhiêu thuốc độc vậy? Khách quan à, ngài lại nói đùa nữa rồi. Vết chai trên tay các hạ là dùng đao hay là dùng kiếm vậy? Khách quan à, những lời ngài nói thật sự tôi không có hiểu. Nếu không hiểu, để ta nói lại lần nữa. Ngoại trừ những người dùng kiếm lâu năm ra, người nói còn ai có vết chai trên tay? Muốn giả mạo, giả cho kỹ một chút đi. Còn muốn đánh nữa không? Ta còn tưởng là ai, thì ra là đoàn ban chủ Ngũ Hổ Đao. Ông đúng là rảnh rỗi đến đây đùa với bọn ta sao? Bất phí lời, muốn giết thì giết đi. Hai phu thê bọn ta trước giờ với Ngũ Hổ Bang không thù không oán, hà cớ gì phải làm vậy? Ta đánh không lại các ngươi, nhưng sẽ có người đánh bại các ngươi. Phu thê bọn ta thật ra đắc tội với ai? Xin ban chủ nói rõ. Trên đồ hoàng nê, kẻ bảo vệ cho đảo hiệp khách không phải là con trai các người sao? Rốt cuộc các người đã giao dịch gì với đảo hiệp khách vậy hả? Phải ép mọi người ta chết mới thỏa mãn sao? Bọn ta đã cùng nhau thương lượng, nhất định phải bắt được phu thê các người mới có thể ra điều kiện với đảo hiệp khách. Người cứu đảo hiệp khách quả thật là con trai của ta, nhưng tại sao nó lại làm vậy ta thật sự không biết. Đoàn ban chủ, mong ông hãy bớt tâm sức, mời về. Thành ca. Sư muội, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Núi Võ Đan. Ý.
Đinh Tứ Gia, bọn ta mời ông Hạ Cố đến đảo Hiệp Khách ăn chén cháo lạp bát. Ê, ngươi sao các ngươi lại đến đây? Sao hả? Nơi này không được đến hay không sao? Không phải, bọn ta cũng đâu phải thuộc bang phái nào. Các ngươi không phải chỉ mời các bang phái thôi sao? Đinh Tam Gia, vậy cũng chưa chắc. Các loại võ công trên thiên hạ có thể được đảo Hiệp Khách để mắt không nhiều đâu. Bọn ta hôm nay đặc biệt đến đây mời Đinh Tứ Gia. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hai người các vị trên giang hồ hành tẩu nhiều năm, xem như cũng là nhân vật có tiếng. Một người là Nhất Nhật Bất Quá Tam, người còn lại Nhất Nhật Bất Quá Tứ, đúng vậy không? Cho nên bọn ta cũng không nhất thiết phải mời bằng được hai vị lên đảo đâu. Vậy phiền các vị hỏi lại lần nữa, Đinh Tứ Gia lão nhân gia ông đi hay là không đi? Ê, muốn đánh nhau chứ gì hả? Về chuyện này Đinh lão tam ta rất là hứng thú đó. Ê, ta nói các người biết, Đinh lão tứ vẫn còn có chuyện chưa làm xong, nếu như đi cũng là ta đi. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Chỉ có điều công phu của Đinh tam gia đây chúng ta đều biết rất rõ, ông không cần đi cũng được. Bọn ta đến đây chỉ muốn mời Đinh tứ gia thôi. Ê, ta nói các người biết nha, ta và hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, võ công của Đinh gia là cầm nã thủ, đoản kiếm, hả? Sao đây, hả? Không lẽ võ công của hắn còn mạnh hơn ta? Nguyễn Tiên mạnh hơn ông? Không sai, bọn ta muốn xem thử Nguyễn Tiên công phu Đinh Tứ Gia sáng tạo. Nghe nói bộ tiên pháp này là sự biến hóa từ trong trường thương mà ra, hai huynh đệ bọn ta muốn mở mang tầm mắt. Nguyễn Tiên? Lão tứ, đệ từ lúc nào lại biến hóa ra tiên pháp từ trong trường thương vậy hả? Đệ Đinh Tứ Gia, ông không cần phải giấu giếm nữa, chi bằng để hai huynh đệ bọn ta mở mang tầm mắt đi. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Đây mới giống Đinh Tứ Gia. Vậy bọn ta sẽ ở đảo Hiệp Khách, mong chờ tin tốt của Đinh Tứ Gia. Cáo từ. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Ê, quên sao vậy? Ê, lão tứ, ê, để nói để bắt đầu từ lúc nào luyện ra bộ tiên pháp này vậy? Không có liên quan tới quên. Cái gì? Không liên quan tới ta? Được, vậy một mình để tới đó đi. Người ta cũng đâu có mời quên đi đâu. Ta nói đệ biết nha, ta vốn dĩ còn muốn thay đệ đi tới đó, ha, cho đệ cơ hội theo đuổi bà ta. Nè, hai chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ha, cùng nhau luyện võ. Ê, bây giờ đệ sáng tạo ra bộ công phu này, đệ đến ta đệ cũng không thèm nói. Đệ nói, lần trước khi ta đấu nhau với Tuyết Sơn phái, có phải đệ đã dùng công phu này không? Ta lúc đó còn quên hỏi đệ. Lão tam, đừng gọi tới ta. Đi. Người của đảo Hiệp Khách còn biết nhiều hơn ta nữa. Lão tam, đừng đụng vào ta. Nói ta nha. Đi đây. Trời, lão tam, huynh nghe đệ nói có được không? Mời vô. Xin hỏi hai vị là Hắc Bạch Song Kiếm có đúng không? Đúng vậy. Lão gia nhà tôi muốn mời hai vị tới phủ nói chuyện. Lão gia các người là ai? Lão gia của tôi là Kim Thương Từ Tam Gia. Từ Tam Gia? Tìm bọn ta có chuyện gì? Lão gia nhà tôi nói muốn nhờ hai vị phu phụ giúp ông ấy một chuyện. Muốn giúp chuyện gì? Lão gia năm nay sức khỏe không tốt, đảo Hiệp Khách có lẽ không thể đi được, cho nên muốn nhờ hai vị thay ông ấy nói một tiếng. Bọn ta không quen biết Trương Tam Lý Tứ của đảo Hiệp Khách, người nói ông ta tự đi mà nói. Đây là chút tấm lòng. Lão gia nhà ta đã có lời căn dặn, ông ấy nói nếu như không mời được hai vị thì hãy đem lễ vật đến cho các vị. Tại hạ còn có chuyện, xin phép cáo từ. Khoan đi. Ê.
Đây là thanh kiếm do thợ rèn nước Sở Hồ Phong Tử đại sư đúc thành. Chỉ riêng thanh kiếm này đã trị giá đến vạn lượng. Muốn nói xem chuyện này kỳ lạ không? Bọn họ làm vậy vì đang cho rằng chúng ta có quan hệ với đảo hiệp khách. Thanh ca, chúng ta và Kim Thương Từ Tam Gia trước giờ chưa từng qua lại, lễ này không thể nhận. Lần này đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Thanh ca, chúng ta nghỉ chân ở đây chút đi. Được. Vạn kiếm là huynh. Huynh làm vậy cuối cùng là có ý gì? Hai vị phu phụ thiệt thòi rồi. Ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách đưa hai người cùng nhau lên núi. Tên tiểu tử đó mới có thể đi theo thôi. Hổ thẹn cho huynh là một anh hùng có tiếng trên giang hồ. Hai bọn ta trước giờ chưa từng gây khó dễ cho huynh. Đúng. Nhưng hai người có biết trước giờ ta vẫn luôn nhẫn nhịn hai người hay không? Hai người có biết khi mẹ ta mất tích, con gái ta nhảy vực tự sát, cha ta đau lòng tuyệt vọng, suy sụp tinh thần. Nếu biết thì các người sẽ không nói những lời như vậy. Bạch sư phụ, huynh thả bọn ta ra, bọn ta đi cùng với huynh. Nếu võ công của hai người các người hợp lại, huynh để bọn ta không phải là đối thủ. Thật sự vô cùng xin lỗi. Dừng tay. Lộc Nhi, con đừng lo cho bọn ta, con mau chạy đi. Đừng có giết bọn họ. Lộc Nhi, con mau chạy đi. Bọn họ bắt được sẽ đưa con về Tuyết Sơn Phái. Tại sao các người luôn gây khó dễ cho ta vậy? Ta đã nói rồi, những chuyện đó ta không có làm. Đợi chúng ta từ Tuyết Sơn Phái trở về, bọn họ sẽ không truy sát con nữa. Con mau tìm chỗ nào đó để trốn đi. Đi mòn dây sắt tìm không thấy, tìm được là chẳng phí công sức nào. Tiểu tử thối, ta hỏi ngươi, hôm đó ở đồi Hoàng Nê, ngươi cùng ngươi động thủ lúc đó, ngươi dùng kiếm pháp của Tuyết Sơn Phái là ai? À, là A Tú. Việc kim mô đào pháp của ngươi là do ai vậy? Là bà nội đã dạy ta. Tổng cộng 73 đường, nhiều hơn Tuyết Sơn Phái các người một đường. Mỗi chiêu đều là khắc tinh của Tuyết Sơn Phái các người. Mỗi chiêu đều là khắc tinh của Tuyết Sơn Phái. Khẩu khí của ngươi cũng lớn thiệt ha. Bà nội ta là sư phụ sáng lập ra Kim Ô Phái, cũng là sư phụ của ta. Ta là đệ tử đầu tiên của Kim Ô Phái. Bà nội từng nói Kim Ô chính là mặt trời. Mặt trời vừa xuất hiện là tuyết đều tan hết. Cho nên đệ tử của Tuyết Sơn Phái các người gặp phải đệ tử của Kim Ô Phái bọn ta đều phải thế nào? Quỳ xuống xin tha, có đúng không? Sao ông biết được vậy? Vậy bà nội của ngươi rốt cuộc lại là Sử Bà Bà? Ăn nói hồ đồ, ngươi tưởng mình nói như vậy là có thể lừa được ta sao? Bạch sư phụ, tại sao ông không tin những lời ta nói vậy? Nếu như ngươi đã không nhận sư môn của bọn ta cũng không sao, nhưng sao dám nhận là Kim Mô Phái? Hôm nay ta lại muốn thỉnh giáo công phu của Kim Mô Phái các ngươi. Thôi đợi đã. Trong tay ta không có đao, sao ta giao đấu với ông được? Này, được, ta sẽ dùng kiếm thay đao giao đấu kiếm pháp với ông. Hôm nay ngươi đánh thắng ta, ta sẽ thả hết tất cả các ngươi đi. Lùi ra sau, để xem kiếm pháp của Tuyết Sơn Phái bọn ta liệu có phải quỳ xuống để xin tha hay không. Ta biết rồi nha. Chiêu này của Tuyết Sơn Phái các người gọi là khai môn nghênh khách. Chiêu này của Kim Ô Phái bọn ta gọi là quan môn tróc tặc.
Chiêu này của ông gọi là thiên lý minh đà, chiêu này của Kim Ô gọi là thiên cân áp đà. Chiêu này của ông gọi là sóng đào hung sung, Kim Ô đao pháp bọn ta gọi là thuận thủy thôi châu. Bây giờ ta đánh thắng ông rồi, ông thả họ ra đi. Sao không giữ lời vậy? Dừng lại, các người lùi xuống hết cho ta, thả bọn họ ra. Sư huynh, ta nói thả ra. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, cậu có sao không? Dạ không sao. Bạch huynh, đắc tội rồi. Mong huynh chờ ta vài ngày, chờ ta điều tra rõ chân tướng, sau này nhất định sẽ cho huynh câu trả lời. Cáo từ. Đi. Đi. Đi thôi, đi. Ngọc Nhi, con có sao không? Con không sao. Thạch trang chủ, phu nhân, hai người tới rồi. Chúng tôi hôm nay đưa Khuyển Tử đến bái kiến trưởng môn sư huynh. Mời ba vị vào trong. Được. Ngọc Nhi, chữ này là tổ sư gia năm đó chính ta viết lên. Bước vào cánh cửa này, con phải tôn sư trọng đạo. Cha mẹ đi rồi, con phải xem thầy như cha. Mẹ. Ừ? Ở trên tấm bảng đó ghi chữ gì vậy? Ngọc Nhi, trên tấm bảng đó viết hai chữ võ đan, con đã nhớ chưa? Ồ. Đi. Bái kiến chủ môn sư huynh, chư vị sư huynh. Đây chính là đứa con trai bất tài của đệ, Trung Ngọc. Con trai. Dạ. Con bái kiến các vị sư thúc đi. Bái kiến chủ môn sư thúc. Bái kiến các vị sư thúc. Hai đệ muội xin được một đứa con ngoan. Huynh đệ ta sau khi nghe xong, mọi người đều rất vui mừng đó. Đúng vậy. Chủ môn sư huynh quá khen. Tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không đáng phải khen ngợi. Ê, rất đáng, rất đáng. Sư điệt cũng là đồng môn võ đan ta. Mới vài ngày trước, chuyện nó đại náo đồ hoàng đê, giúp cho võ đan ta được nở mày nở mặt. Không phải, không phải đâu. Con không thuộc phái võ đan, con là đại đệ tử của Kim Ô phái. Mà Ngọc Nhi, chiếu hư sư huynh, đứa trẻ này lưu lạc bốn phương, không biết học được từ đâu vài công phu không môn phái. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Không đúng, không đúng. Đánh thắng được đạo hiệp khách, công phu của sư điệt đây tất nhiên là hơn hẳn công phu của võ đan rồi. Sư phụ con nói. Ngọc Nhi, trùng hư sư huynh, huynh đừng quá lời khen nó. Nói tới võ công đệ nhất thiên hạ, tất nhiên phải kể đến phái võ đan chúng ta rồi. Sư muội à, những câu nói này nói rất hay. Sư điệt, con nói có đúng hay không? Sư phụ con nói Kim Ô phái mới là thiên hạ đệ nhất phái. Kim Ô xuất hiện. Nhi à, con đừng nói nữa. Các vị sư huynh, phu phụ chúng tôi lần này lên núi chính là muốn gửi gắm các vị sư huynh chăm sóc Ngọc Nhi nửa đời còn lại. Công phu của sư chất đã là đệ nhất thiên hạ, còn cần đến võ đan của chúng tôi chăm sóc làm cái gì chứ? Đúng. Mẹ sư huynh, mẹ không cần con sao? Không phải, mẹ chỉ muốn nhờ các vị sư thúc dạy thêm võ công cho con. Lúc nãy sư chất đã nói
Kim ô phái của nó mới là thiên hạ đệ nhất. Công phu võ đan của chúng ta là cái gì chứ? Sư huynh, mọi người đều hiểu lầm rồi. Thằng bé này nó đang bị bệnh, nói chuyện có lúc hồ đồ. Phải đó. Thôi được rồi, được rồi. Chúng ta vào trong hãy nói sau đi. Được. Mời. Đi. Cạn. Nè, ăn đi. Cứ tự nhiên nghe. Ăn. Này, mời mời. Hiền đệ à. Đa tạ mẹ. Chuyện đệ nói lúc nãy, muốn chăm sóc đứa trẻ này nửa đời còn lại, lời này của đệ là có ý gì? Chưởng môn sư huynh, tiểu đệ to gan mạo muội, muốn xin chưởng môn sư huynh đem vị trí chưởng môn võ đan nhường cho tiểu đệ. Hả? Đệ muốn giành chức chưởng môn sao? Đúng vậy. Đệ ấy muốn giành chức chưởng môn à? Không được, không được. Sư đệ, đó là chuyện của mấy ngày trước. Hai người bọn họ lấy ra tấm lệnh bài này, mời trưởng môn sư huynh đến đảo hiệp khách ăn cháo lập bát. Trưởng môn sư huynh, trên vai trách nhiệm trọng đại, bảo vệ phái võ đan bình an, quả là đại nhân đại nghĩa, tiểu đệ vô cùng bái phục. Nhưng mà lần hẹn với đảo hiệp khách này, huynh hãy để đệ đi đi. Hiền đệ à, tâm ý của đệ ta xin nhận. Chưởng môn võ đan ta gánh vác đã 10 năm, thiên hạ đều biết. Đến nay võ đan gặp nạn, ta lại sợ mà rút lui, thì cái mặt già này biết giấu đi đâu đây? Hiền đệ à, tụi ta của chúng ta mặc dù chênh lệch rất nhiều, nhưng mối giao tình lại nồng hậu. Huống hồ võ công nhân phẩm của đệ thật sự là nhân vật nhất đẳng của bổn môn. Nếu không có lời hẹn cháu lạp bác này, đệ muốn làm chưởng môn, ta sẵn sàng nhường cho đệ. Nhưng mà ngày nay tình thế thay đổi, Ngô huynh không thể đồng ý yêu cầu của đệ được. Bọn đệ đều thật lòng thật dạ chia sẻ gánh nặng sư huynh, vẫn mong trưởng môn sư huynh tác thành cho đệ. Trưởng môn bổn phái từ ngàn năm nay truyền theo thứ tự, sau khi ta chết sẽ do Sung Hư sư đệ tiếp nhận. Phu thê hiền đệ tận lực giúp đỡ, để bổn phái không đến mức thân bại danh liệt, Ngô huynh đã vô cùng cảm kích rồi. Chiếu Hư sư huynh cho muội mượn xem lệnh bài một chút. Hiền đệ, đừng có giành nữa. Nè 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 nè, uống rượu đi. Uống rượu, nè, nè mời. Sư muội, mời. Nè, mời ngồi, nè. Uống đi, cạn nghe. Mời mời mời. Huynh thật sự không cam tâm. Thanh ca, bọn họ không đồng ý thì thôi vậy, chúng ta tự nghĩ cách khác là được rồi. Tìm một nơi nào đó không người sống an phận. Huynh dạy Ngọc Nhi luyện kiếm, muội dạy Ngọc Nhi học hành, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ tới hết đời, không phải rất tốt sao? Mẹ à, mẹ thật sự rất muốn lấy tấm lệnh bài đó sao? Tâm tư của cha mẹ sau này con sẽ hiểu thôi. Không còn sớm nữa, chúng ta tìm một nhà trọ nghỉ chân đi. 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 Phải thừa nhận, thằng bé này so với trước đây giỏi hơn nhiều. Nhưng mà nó đã quên hết rồi, ngay tới mặt chữ nó cũng không biết nữa. Làm người cốt yếu là xem tâm tính, phẩm đức. Biết chữ hay không, chúng ta cần gì phải gấp gáp. Lúc trước muội chỉ biết nó là một đứa trẻ rất bướng bỉnh, thật không ngờ giờ nó lại trở thành một người đôn hậu, chất phác. Thanh ca, có đôi lúc muội thật sự còn không dám tin nó chính là con của chúng ta.
Muội xem, bây giờ muội và nó thân mật hơn nhiều đó. Nó là khúc ruột muội mang nặng đẻ đau, sao nó không gần gũi với muội được? Muội nghĩ thoáng đi, các sư huynh không muốn giúp đỡ chúng ta, cùng lắm là chết thôi. Cả nhà ba người cùng chết bên nhau, có phải tốt không? Cũng đã trễ rồi, chúng ta ngủ thôi. Vô phúc, chỉ một vật bé nhỏ như vậy lại có thể định đoạt sống chết. Còn phải nói, nếu ta không phải vì võ đăng, thứ đồ này ai mà cần chứ? Để ta coi, đường nét thật là tinh xảo. Thì ra là sư điệt, sao con lại quay về đây? Lệnh bài này các thúc không cần, con cần. Này, con đừng làm bậy. Là cha mẹ con nói con về đây có đúng không? Nè, trả đồ cho sư thúc. Đưa đây đi. Đứng lại. Lại. Sư điệt, không được làm bậy, trả đồ lại cho ta. Hai vị sư thúc, con không muốn làm khó hai người, con sẽ đánh chết hai người đó. Mẹ mà biết là đánh chết mình luôn. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi à. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Sư huynh, huynh nói Ngọc Nhi có thể đi đâu? Hay là chúng ta ở đây đợi một lát? Đi rồi. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, không, mau lên. Đã chết rồi. Ở bên kia, mau lên. Sư huynh. Chuyện môn sư huynh, đây, chuyện này là sao? Ta tới hỏi hai người, Ngọc Nhi đang ở đâu? Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, có chuyện gì hả? Sư đệ, vẫn sư muội. Hai người gì muốn cướp chức trưởng môn lại dám tới lấy trộm lệnh thượng thiện? Nửa đêm hôm qua, con trai của hai người xông vào võ đan, nó còn đả thương Thông Hư và Chiếu Hư hai sư huynh đệ. Hai người có xứng với trưởng môn sư huynh, có xứng với võ đan phái hay không? Hai vị Thông Hư, Chiếu sư huynh bị thương nặng như vậy, đây cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Bất phí lời đi, mau giao tên nghịch tử đó ra đây. Nó không ở cùng môn đệ mà. Giao ra đây. Ngọc Nhi thật sự không đi cùng bọn muội, các huynh có chắc chắn nhìn rõ đó là Ngọc Nhi hay không? Còn giả được hay sao? Muội hạ tất phải vòng vo với bọn ta. Hôm qua muội cướp lệnh thưởng thiện nhưng cướp không thành, lệnh bài đó luôn được Hiếu Chư sư huynh cất giữ bên mình, đến nay lại không cánh mà bay. Muội nói, muội giải thích sau đây. Chúng ta đều là những sư huynh muội đồng môn, nhưng mà không ngờ lòng dạ của hai người tàn độc tới như vậy. Chuyện này mọi người trách nhà mười rồi. Ngọc Nhi.
Đừng mà. Bắt hắn lại. Này Ngọc Nhi, tao nói bọn ta vô quan cho người tốt, chẳng lẽ hai vị sư thúc đây không phải do con đã thương sao? Là con. Vậy thì lệnh bài thưởng thiện cũng do con cướp có đúng không? Là con. Điện tử là đánh đồ được lắm thật. Thanh Mẫn Nhu, đến nước này hai người còn gì giải thích không? Chuyện tới nước này, bọn đệ đây không còn gì nói hết, xin sư huynh cứ việc xử lý. Vậy thì mời cả nhà các ngươi cùng theo bọn ta lên núi. Sư đệ sư muội, ta biết phu phụ đệ muội không hề có ác ý, chỉ là thằng bé Ngọc Nhi này có hơi kỳ quái. Mọi người cùng bọn ta về võ đan rồi sẽ làm rõ trắng đen. Đưa đi. Người nào làm người đó chịu. Nếu như có xảy ra chuyện gì, mình con chịu, không liên quan đến cha mẹ con. Cái thằng bé này, tôi chỉ là giảng bối, nhưng nó không phải đệ tử phái võ đan chúng ta. Nó cũng đã tự mình thừa nhận là đệ tử của Kim Ô phái gì đó. Hôm nay để muốn thỉnh giáo bản lĩnh của nó, thay mặt võ đan đòi lại công đạo. Sư đệ, ta nghĩ đệ nên biết chừng mất. Ngọc Nhi, Linh Hư sư thúc là trưởng bối của con, con tuyệt đối không được lỗ mãng. Điều này con biết, ông ấy là sư huynh của cha mẹ con, con không đánh chết ông ấy đâu. Ngọc Nhi, con không được ăn nói lung tung. Dạ. Để ta xem thử ngươi làm sao đánh chết được ta. Tiểu tử, xuất chiêu đi. Đợi đã, con thật sự sẽ đánh chết thúc đó. Không tin đó, thúc xem, thúc nhìn hai tay của con đi nè. Hay gì tiền bối kia cũng gì trúng độc như vậy đó. Chúng ta đừng đánh nhau nữa thì tốt hơn. Ý người muốn nói ta không có xứng vào đấu với người sao? Con Ngọc Nhi, vậy con hãy để Linh Hư sư thúc đây dạy con vài chiêu đi. Đợi con một chút. Mẹ, cho con mượn kiếm. Sư thúc. Ngọc Nhi, không được vô lễ. Con hãy mau tạ lỗi với sư thúc đi. Con, rõ ràng là họ hiểu lầm chúng ta, tại sao chúng ta phải nhận lỗi chứ? Nghịch tử, lẽ nào ngươi còn muốn ta nhận lỗi với ngươi sao? Con... Ngọc Nhi, mọi người đều là người một nhà, các sư thúc nhất thời hiểu lầm, con còn không mau khấu đầu tạ tội. Mẹ đã nói khấu đầu thì con khấu đầu. Được rồi. Hai vị sư đệ, mọi người đừng tức giận nữa. Thằng bé này tuy nó ngỗ ngược nhưng cũng không phải là người ngoài. Được rồi, nếu như trưởng môn sư huynh đã mở lời, vậy ta sẽ không tính toán với người nữa. Ê, đừng qua đây, tay của con có độc đó. Hả? Có độc? Chuyện này Ngọc Nhi à, nếu hai vị sư thúc đã bị độc chưởng của con đã thương, còn có biết cách nào để giải độc cho họ không?
vào Nguyệt Linh Đài của ta, dùng nội lực hút ra ngoài. À, con nhớ ra rồi. Khi mà con ở đồi Hoàng Nê đã từng giải độc cho đại ca nhị ca. Để con thử xem nha. Được, vậy con hãy thử coi sao. Nè, công phu hai khí nóng lạnh trung kết cũng chưa từng được qua. Đã công phu tàn độc như vậy, tất nhiên không phải là công phu chính phái gì. Mày nhờ có sự liệu nội lực thâm hậu. Tính rồi. Trời ơi, phải công nhận hay quá ha. Hai vị sư đệ đã không còn đáng ngại. Các vị sư huynh, thật sự đắc tội. Đâu có gì, trẻ con gây chuyện chúng ta không cần để bụng đâu. Ngọc Nhi, còn không mau đa tạ các vị sư thúc đi. Dạ, đa tạ sư thúc. Được rồi, được rồi. Sư đệ sư muội, Ngọc Nhi bản tính lương thiện, sau này hai người phải dạy dỗ nó thật tốt nha. Ngọc Nhi, đưa đây. Thạch Trung. Cái gì? Nhưng nó lại có lúc tỉnh táo, có lúc thì mơ hồ. Ê, có điều muội nghĩ hình như nó đang có chuyển biến tốt. Gì à? Nó còn nói gì nữa không? Nó nói với muội, người của Tuyết Sơn phái đều bắt nạt nó. Nó nói đợi sau khi nó khỏi bệnh rồi, xin chúng ta đừng đưa nó quay lại thành Lăng Tiêu. Như vậy sao được? Vậy thuốc này cũng đừng uống nữa, dù sao cũng chữa khỏi rồi, cũng phải đưa nó tới Tuyết Sơn phái chịu tội. Muội không đồng ý. Được rồi, được rồi, đợi chữa khỏi rồi nói ha. Đinh Đan. Muội không cho huynh đi. Trời ơi, muội kéo huynh làm cái gì? Hôm nay nếu huynh không đưa muội đi thì huynh đừng hòng đi đâu. Đinh Đan à, huynh đi tỉ thí võ nghệ với người ta mà, muội đi cùng không hay lắm đâu. Hơ, sao mà muội biết được huynh đi tỉ thí với nam nhân hay là tỉ thí với nữ nhân? Có phải huynh đã để mắt đến cô nương nhà nào rồi hay không? Hơi, được rồi. Nè, vậy huynh thề với trời ha, huynh chắc chắn tỉ thí với nam nhân, đã được chưa? Mỗi ngày nào cũng quanh quẩn trong căn phòng này đợi huynh, ngột ngạt lắm. Ê, được rồi, ngoan có được không? Không ngoan. Mỗi muốn đi cùng huynh. Như vậy nếu huynh có bị thua, mỗi cũng có thể giúp huynh. Nè, sao huynh lại thua được chứ? Hả? Huynh nói mà biết, huynh vừa xuất chiêu sấm chớp đùng đùng đánh cho bọn chúng tơi bời qua lá. Còn nữa nha, người ta cũng là cao thủ, có đúng không? Mụi nói nếu mụi đứng cạnh huynh, người ta bị huynh đánh bại rồi, còn mặt mũi gì nữa? Nghe cũng có lý. Nè, vậy huynh đi nha. Huynh nhớ đi sớm về sớm. Đi nha. Huynh đi đó. Nhớ đi sớm về sớm nha. Huynh biết rồi. Nè, lúc con còn nhỏ cũng uống thuốc này phải không?
Thằng bé này, con lại khó chịu ở đâu hay sao? Con sao vậy? Con ngốc như vậy, cũng không biết chữ, lại khiến cho cha mẹ không vui. Con ngốc quá đi, cha và mẹ sao có thể mặc kệ con. Không sao đâu, từ từ rồi sẽ khỏi thôi. Hả? Tú, muội có nhớ Huynh không? Nhớ. Huynh thì sao? Huynh nhớ muội lắm đó. Muội nói nhớ Huynh, vậy sao muội không đến tìm Huynh? Muội, muội không biết Huynh đang ở đâu. Nè, cậu tập chủng. À, trời, ngươi là ai vậy? Sao lại giống ta y như hai giọt nước á? Sao ngươi lại biết tên ta nữa? Tất nhiên đệ biết huynh rồi. Chúng ta là huynh đệ tốt. Huynh là ca ca của đệ. Hả? Nè nè nè, nhỏ tiếng thôi. Nè, có phải tất cả mọi người đều nhận lầm huynh là đệ Bạch Vạn Kiếm, Bối Hải Thạch, Đinh Đinh Đan Đan, còn cả cha mẹ đệ nữa, có phải đều nói huynh là Thạch Trung Ngọc, có đúng không? Thực ra huynh là Cẩu Tập Chủng, đệ mới là Thạch Trung Ngọc. Hai chúng ta giống hệt như nhau. À, ta hiểu rồi. Lẽ nào bọn họ đều nhận nhầm Thạch Phu Nhân không phải mẹ đúng ta? Cũng không đúng. Thạch Phu Nhân là mẹ đệ, nhưng huynh cũng nhận bà ấy là mẹ rồi. À, vậy mẹ ta thì làm sao? Mẹ huynh gọi huynh là Cẩu Tập Chủng, bà ấy chắc chắn không phải mẹ huynh. Nhưng bà ấy luôn đối xử tốt với ta. Chuyện này... Ngọc Nhi! Ngọc Nhi! Mẹ đến rồi, mau mau mau. Hả? À, làm sao đây? Ngọc Nhi! Trời ơi, không được, trời ơi. Nơi này không có chỗ nào trốn hết. Ta... Trời ơi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi à. Ta có cách rồi. Nè, nè, nè. Ngọc ca. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, con nghe thấy gì không? Lúc nãy là tiếng gì? Mẹ, lúc nãy đâu có tiếng gì đâu. Trời ơi, lại luyện công sao? Con nhớ đừng luyện công quá sức, không thôi ảnh hưởng sức khỏe đó, con mới khỏi chưa lâu. Được rồi, mẹ đi nấu cơm cho con ăn nha. Hả? Huynh bị sao vậy? Huynh không sao, huynh không sao. Đinh Đan, sao muội lại ở đây vậy? Muội... Người ta lo cho huynh mà, nên mới theo huynh tới đây đó. Ê, huynh sao rồi? Ai khiến huynh ra nông nổi này vậy? Trời, không sao Đinh Đan. Một tên cao thủ rất lợi hại. Cao thủ? Ừ. Cao thủ còn lợi hại hơn cả huynh. Muội vào trong xem thử. Nè, Đinh Đan. Trời ơi, được rồi. Muội đừng có đi. Hả? Huynh đã bị đá văng ra đây. Muội mà vào đó chỉ có đường bò ra thôi. Thôi vậy đi, muội ở đây chờ huynh. Huynh vào đó gặp hắn lần nữa, huynh thực không tin hôm nay không đánh lại hắn. Huynh còn muốn đi? Đứng đó đợi huynh, ngoan nghe lời đi. Đệ có sao không? Nè, đệ kêu huynh giúp đệ tìm chỗ trốn, sao huynh ném đệ ra ngoài vậy? Ta xin lỗi. Còn đòi làm ca ca nữa. Ca ca mà đối xử với đệ đệ vậy hả? Ta hỏi đệ, giờ ta phải đi đâu tìm mẹ đây? Chuyện này sao rồi hãy nói. Sao đây, huynh sống ở đây thấy quen chưa? Ta... Bọn họ đều nghĩ huynh là đệ, nhưng mà thật sự không phải. Ta thấy không vui chút nào. Bọn họ cũng đâu có vui. Thực ra đệ cảm thấy mẹ đối xử với huynh rất tốt. Huynh không cần phải lo. Vậy ta đi tìm mẹ ta, để nói với mẹ đệ quay về rồi. Mẹ nhìn thấy đệ nhất định sẽ rất vui. Nè, không được. Sao vậy? Tại vì mẹ... Trời ơi, mẹ đã xem huynh là đệ rồi. Nếu đệ mà xuất hiện, bà ấy nhất định không chịu nổi đâu.
Vậy phải làm sao? Vậy thôi ta đi nha, để ở lại không đi. Không được, huynh không được đi. Tại sao vậy? Trời ơi, để đã, khó khăn lắm mới tìm được mọi người. Nếu huynh mà đi rồi, mẹ chắc chắn sẽ đau lòng chết mất. Thật sao? Đệ đang gặp chuyện phiền phức, ca ca có giúp đệ không? Chuyện phiền phức gì vậy? Huynh hãy... Thực ra thì chuyện này cũng đơn giản thôi, chỉ cần huynh... Ngọc Nhi! Mẹ Ngọc kìa! Nhi! Đến liền nè! Giờ làm sao? Lần này để ở lại, huynh đi đi. Ta đi hả? Trời nói huynh đi thì đi. Ngọc đi Nhi! Nè khoan đã, Đinh Đan đã ở bên ngoài, cẩn thận một chút nghe. Ê, Ngọc ca, sao rồi, huynh thắng không? Huynh thắng rồi. Muội biết ngay Ngọc ca của muội nhất định sẽ thắng mà. Tất nhiên rồi. Ngọc Nhi, sao con lại thay y phục rồi? Hả? Thời tiết nóng quá. Không phải mẹ nói là ăn cơm sao? Chúng ta đi thôi. Đi. Nào, con ăn đi, ăn nhiều vào. Thanh ca huynh xem, Ngọc Nhi khỏe rồi, ăn cơm ngon miệng như vậy. Cha, mẹ, những ngày gần đây khiến cha mẹ vất vả rồi. Lại trở nên hiểu chuyện nữa. Mẹ, những ngày này con gây ra không ít quả, gây ra phiền phức cho mọi người. Nhưng mà sau này con nhất định sẽ là một người tử tế, làm chuyện quang minh chính đại. Cha mẹ cứ chờ xem đi. Thanh ca, Ngọc Nhi nó khỏe lại thật rồi. Mẹ, con có một chuyện nhất định hai người phải giúp con. Nói đi con. Tên bối Hải Thạch đó, hắn đem con làm kẻ chết thay. Trường Lạc Bang đó, con không quay về nữa đâu. Tất nhiên là không về đó rồi. Cha mẹ của con hiện là Hắc Bạch Song Kiếm, cho dù có phải liều mạng cũng không thể để con về đó. Con hãy yên tâm đi Ngọc Nhi. Tốt quá rồi mẹ. Cha, ăn cơm đi. Nào. Nè, Ngọc Nhi, ăn nhiều đi con. Ê, bên trong là nhà của ai? Hả? Huynh không thể nói cho muội được. Có phải là huynh ở bên trong đó giấu cô nương nào không? Không có. Không nói muội nghe thì thôi, cũng không sao. Đi thôi. Không được. Hả? Tại sao vậy? Huynh còn phải đánh một trận nữa. Hả? Ê, Ngọc ca. Huynh quay lại rồi, Đinh Đan phát hiện ra không? Không có, cô ấy tưởng ta là đệ. Vậy thì tốt. Lúc nãy đệ nói muốn ta giúp đệ hả? Ca ca, tên bối Hải Thạch đó, hắn muốn bắt đệ về làm ban chủ, hắn chắc chắn có ý đồ. Chuyện này ta biết, Đinh Đinh Đan Đan và Tam Gia Gia từng nói qua, cha mẹ ta cũng đều nói như vậy. Chúng ta là kẻ chết thay. Đúng. Người của Trường Lạc Bang, bọn họ muốn bắt đệ quay về. Nếu đệ mà bị bọn họ bắt quay về, vậy chắc chắn chết rồi còn đệ gì. Đệ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho bọn họ bắt nạt đệ đâu. Nói thật sao? Thật đó, ta chưa từng có đệ đệ. Nhưng mà nay có một người, tuyệt đối không thể để người khác đánh chết. Ta sẽ bảo vệ cho đệ. Ca ca, huynh thật tốt quá. Nếu biết huynh làm vậy, cha mẹ cũng sẽ rất vui. Ngọc Nhi! Mẹ! Lại tới Ngọc rồi! Nhi. Mẹ tới rồi, làm sao giờ? Ném đệ ra. Huynh đánh sao rồi? Huynh đánh thắng rồi. Thắng rồi mà còn ngã xuống đất sao? Huynh là thiên hạ đệ nhất, sao huynh có thể thua được chứ? Huynh đánh đầu thắng đó. Đi. Nè, chóng mặt quá à. Sao hả? Chóng mặt thì chơi thêm lần nữa đi. Đi. Ngọc Nhi. Mẹ. Ê, sao con lại thay y phục nữa rồi? Lúc nãy con đi luyện công, y phục ướt hết trơn. Đi thôi, con vào trong. Mẹ ơi, con thấy hơi đói. Con đói rồi, sao như vậy được? Con vừa mới ăn cơm xong mà. Dạ, con chưa ăn cơm mà, ai ăn cơm vậy? Cái thằng bé ngốc này, có phải con lại hồ đồ rồi không? Mẹ, con lúc bình thường, lúc lại hồ đồ. Được rồi, không sao, vào trong ăn cơm đi. Dạ. Mẹ đi làm đồ ăn ngon cho con nha.